ទស្សនកិច្ចទីមេត្រីជាបន្តសមកតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះវិញនៅក្នុងរដូវប្រមូលផលត្រីឆ្នាំនេះតម្លៃត្រីបានធ្លាក់ចុះបន្តិចទំនងបណ្ដាលមកពីការហូរចុះច្រើនពីប្រទេសជិតខាងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់កសិករដាំទុរេនអស់រយៈពេល3ខែហើយដែលកសិករនៅខេត្តកំពតបានប្រមូលផលទុរេនសម្រាប់គ្រប់គ្រងទីផ្សារក្នុងស្រុកកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារការរដ្ឋបាលនៅតាមព្រំដែនធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការនាំចូលទុរេ
bồn tay đầm lấy bàn thẻ cho bàn tách và thiếp lên chân mùn. Nè sẽ đây phòng nà sang mà cha chồng ca trên nơi sọc tập chú khát cầm bốt, bàn pháp bà đánh bà đã biến phần nhu nơi thường ngày tìm và phải phạm khá ưu dụ phía này thá. Tên là phòng trên nơi chồng ca nè sẽ đây nơi chân mùn, tự tù bàn tên là phòng trán chương chân mùn. Bồn tay đầm lấy vĩnh bàn thẻ cho chương chân mùn, bố cư nơi chân mùn. Tụ rên 10 kg lụa bàn tay bị 15.000 riêl, tuy nhiên, bọn này sẽ lấy phần là sáng phía trán trực bọn trái trái tại ai mô nợp nông bình. Thế bọn không nâng khát mùi chân nguồn tìm. Nên sẽ lấy lực lăng thác cả thả chốt đồng loài ní. Thế bọn này đám chân đánh bán tạch tuổi, đời xa tại đồng loài chi lăng thái, nâng trực cả thái toàn khẳng. Trên chân nằm môn dân bọt lông kê bàn, bọt lô tìm mơ đấy là bọt lông kê bàn là bọt lô đồng bơ, đồng bộ mũi, tạm cái lãnh chân ai chân tiếng. Thế tôi mua là hết nhưng mình bà con tha cho ba lo bàn tay bà tam nhung dần cân mỡ để xa tim mũi bia họ đó tren tren viêm phai những môn ghế nó bây chín năm đi viêm phai thay na cả miên thay na cả miên hay bốc hang Việt Nam cả lang mau bốc thay cả lang mau rồi đi bon nữa sao phơi na rồi còn khơi tren đấy thành chân tren tư bia thẹt cho đôi giày lại viêm sa mạc nâng tren thay nón tren nón châu đấy lúc chân đất bờ thiên mình tí cả dịch cam ruột khà bầm anh nâng lên sát khai cầm pot bọn này đang thắt đầm lại từ đến tay tay prai buôn nơi khai đang rợ đỡ nâng chốc rợ đầu lục thắt chỉ được nói cho năm được nâng cầm đồng khai uzi phía đầm lại từ đến bàn thẻ cho chuyện đang rợ đầu đôi xa tay chỉ rợ đỡ chân trù đòi phải cho bọn ní không 10 kg lụa bàn trầm tay pì mờ rìa rư lớn ní bàn tay khăn đại ca promo phát đầm đại vĩnh ai lụa bàn ra hộ đòi chuyện bay mờ rìa không 10 kg đến đầm lại thì muốn xây lốc xây kia đó lâu cho mò đồng pì mờn pì mờn lượng pì mờn thì tôi tham một phen rồi ແລະລາຊ្នាំອອກຕາຈົ່ງຄາຟ້າມເວສຫຼອກຄືຈົ່ງຍ້ຍເດເວຈົ່ງຊູນຕິດບາຕາບໍ່ຈົ່ງລະດົານຶງດາມລະດົາຍັງເຊັດດາມລະດົາຖ້າຍບາມະກະໂລ 20,000 ຊຽງທີ່ມັນແຂ່ໃຫ້ຊັ້ນກໍມີຍັງເຊັ່ນມົນທອງຕໍ່ມາອົກຄະຕໍ່ມາອົງຕໍ່ກັດໃຫ້ນຶງເປັນທໍາມະດານຸຊົງຍັງກໍມີຍັງລົກເຕງວັນເທືອນມົນຕີກະສິກຳລູກຄາປະມານຂາດກໍາປອດບໍ່ໄດ້ດັງຖ້າຈິດຕື້ຕື້ຕຶດກໍປອດບານຈັບດ້າມປະມູລຜົນດາບັນດາ Vì khai mỹ nà rồi hồ đó khai cạc đà, hay là đất đai sân bộ khăn, cứ bị khai ưu dụ phía rồi hồ đó khai mỹ thụ nà. Lúc bà này đang bằng tòa thá, nơi đam rồi đâu từ rừng cầm bốt cho năm ní, ai lụa bàn chìa mà chung khăn đồng đồng lấy 72,000 riêng khăn đồng 10 kg, xâm rạp rạp hết từ rừng cầm đoàn cật, ở khá 75,000 riêng khăn đồng 10 kg, nâng môn thông 40,000 riêng khăn đồng 10 kg. Lúc bàn lực lăng thá sau bị đại mình cá bằng tử lý nơi tạm rộng đàn bà tế chất kháng, tù rết cầm bót trời bà cụp ra trên kháng chương mùa nâng tử rết nòm chỗ bị thái nâng Việt Nam. Đại mình đâm lấy thu thái chương tử rết cầm bót. Tại dạng ná, hạ mình bà bót đó tìm xa tử rết cầm bót kháng nụ tề. Rút tử rết kháng sốc mình còn hiếp nâng đua chết lõ chương. Lúc bà rộng thá mình chung mùi chung nguồn tốt bàn lụi bàn lõm tử rết cầm bót, lụ ai ạ tệ tử chân. Tam ra bài ca bì mình tì cả sự cam khát cầm bót bà đại đăng thá, trong chân năm bì bọn ở phần mối khát cầm bót, miền phía tây đáy đàm tử đến trầm nướn, mùi bọn hà sập răm hạch tà. Thoa chóp răm hạch tà bà thiếp đăng cao bì chân năm bì bọn ở phần, đáy miền trầm nướn mùi bọn học sập hạch tà. Trong lúc tây đáy bà mô phó trong chân năm bì bọn ở phần mối, miền trầm nướn bàm bày đáy học sập răm bì hạch tà. Nâng tự tụ bàn tên ở phần trầm nướn, mùi mơn bày bọn mùi đòi chất sập tàu. Đại lại lâu hình bí sát bà thiên mừng tí cả dự cám đồ khá bảo mạnh nâng lý sát khai thập bộ khổ bốm. Bọn ai bà đánh bà đồng minh phê nhu đăng đại thá. Xâm rạp nâng khai thập ông khổ bốm vấn rạc đầu bà mô phò tên. Nâng chạp đám bì khai mỹ thuần át tỏ tử. Lúc rộng phương thá tìm xa tên thập bộ khổ bốm không chân nằm nít. Nâng rạc xa bọn đồng lại lọt đối chân nằm mồn. Bà tụ bà chỉ mình cả nòm chố tên bì thái nâng Việt Nam chân đại miên đồng lại tiệp chứng tên khổng sốc cả đời. Bà ta bà thiên mừng tí cả dự cám khai thập bộ khổ bốm nít. Nước khai tập bông khổ mũng, miền phía tây đáy đạm đồ tử đến bà mòn bà mùi rơi hạch tà. Tại khả năng nút phía trang chưa phía tây đáy đạm đồ đạm bốn, đáy phía tây đáy bà mô phó miền tầm hôn tay tuyết nửa lời. Lúc bằng chạy tháp bà tụ bơi chìa chân nằm nít, miền phía liêng thay lẽ tràn cả đói, bôn tay phó tử đến được khả năng khả ní, mân rong ca khỏi khát nụ tì.